tàu cá của ngư dân Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi bị tàu hàng tông chìm, 7 ngư dân bị thương, 2 ngư dân mất tích vào sáng sớm nay. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã điều động kiếp cấp cứu đưa một ngư dân bị chấn thương nặng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi cung cấp, ngư dân bị nạn được cấp cứu trên tàu cá QNG-11126TX do ông Nguyễn Đảm ở xã Tịnh Kỳ làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề pha súc, trên tàu có 9 lao động. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, trong lúc hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi tại tọa độ 15 độ 16 phút vĩ Bắc, 108 độ 58 phút độ Kinh Đông, tàu cá đã bị tàu vận tải Trung Thắng 568 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Minh Long, tỉnh Nam Định, tông chìm. Các tàu cá hoạt động ở gần đã vớt được 7 thuyền viên đưa vào bờ cấp cứu. 2 thuyền viên còn lại mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã điều động phương tiện và lực lượng tổ chức tìm kiếm.